Vâng ạ, chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh YouTube Zika Audio. Và ở video ngày hôm nay em tiếp tục lên một cấu hình combo karaoke siêu VIP. Vâng, chỉ với giá mức đầu tư của các bác không cần đầu tư đến 12 triệu đâu. Chỉ cần 11 triệu đồng, 11 triệu đồng các bác có được một dàn combo karaoke đưa về gia đình dùng cực kỳ đẹp, bắt mắt ưa nhìn. Chất lượng thì khỏi bàn rồi, vì em ghép em có phối ghép vào đây một đôi loa Kenwood. Một đôi loa Kenwood của chúng em, dòng loa 3 đường tiếng, sở hữu 2 bát 25 cho một thùng và một chung 2 chép, trong đó sẽ có một siêu chép nhé. Các bác nhìn đây, chiều cao con này sẽ là 1m15 và chiều ngang và chiều sâu vào trong nó sẽ rơi khoảng 30, hơn 30 một chút, rất là đẹp để chúng ta bày biện kê ở những cái không gian như là có một cái kệ tivi, để vừa cái tivi mới tủ thiết bị, chúng ta sẽ để cái đôi loa này ở bên hai bên, rất là đẹp và sang trọng. Và em bật mí luôn là với cái đôi loa này đang hiện tại đang rất là nhiều các bác khách hàng cũng như các bác và anh em trưng bày tại phòng khách có phản hồi chúng em, cũng có những bức ảnh chúng em đã đưa lên trên trang chúng em, rất là nhiều các bức ảnh tại các nhà của các bác đó đã chụp và khen. Những cái dòng này nó vừa phù hợp túi tiền nhé, chỉ có giá 5.500.000 đồng. Và để khai thác được cái hiệu quả sâu của nó thì em đã đưa vào đây một chiếc vang liền công suất. Vâng, đó là một chiếc đẩy liền vang, hay còn gọi là vang liền công suất KM1025 mã, đến từ thương hiệu WeWood. Phiên bản này là phiên bản được nâng cấp, được nâng cấp cực kỳ mạnh so với cái phiên bản KM1025 mã trước đây của WeWood. Nâng cấp ở cái hình thức, nâng cấp ở cái những cái con chip xử lý bên trong, nó thông minh hơn và nó được trang bị cái màn hình điện tử nhìn rất là đẹp và hiển thị đầy đủ các thông số. Vâng, phải nói là hiển thị chi tiết luôn, kể cả những cái chi tiết nhỏ li ti nó cũng đã hiển thị tất trên cái màn hình này. Cái điểm đáng ăn tiền của con KM1000 này là vậy. Và công suất con này sẽ là 550W cho một kênh, và nó có 4 cổng ra, có nghĩa chúng ta sẽ đánh được 4 loa, tức là 2 đôi loa. Và em phối ghép vào đây là một đôi loa cây Kenwood này. Và giờ em sẽ tăng volume lên và em đi vào cái phần test karaoke, vào phần chính luôn, để cho các bác và anh em cùng nghe và thẩm âm cái chất lượng của bộ combo này nhé. Và mọi chi tiết xin các bác và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp với hai số hotline đang hiển thị trên tấm biển quảng cáo của chúng em kia, để được tư vấn thêm về những cái bộ combo đâu đó khoảng trên 10 triệu hay dưới 10 triệu đồng. Vâng, ok, giờ em sẽ tăng volume lên để chúng ta cùng nghe để thẩm âm cái chất lượng của nó. Cho môi anh nhớ nhà, người đến cho tình anh chợt mới. Muôn hoa
dây như thế này, chiếc mic dây cao cấp như thế này. Các bác về các bác sẵn hát nhé, sẵn chơi. Bộ combo này của chúng em vừa nêu giá đấy, chỉ có 11 triệu thôi, 11 triệu đồng sẵn. Các bác tặng kèm một chiếc phần quà, đó là một chiếc mic dây, một chiếc mic dây vừa được model của nó là DM4.0. Mic này đã được hoàn thiện là toàn bộ bằng chất liệu nhôm, các bác nhìn nhé, nhôm nguyên chất. Bây giờ em sẽ tạm dừng video. Vâng ạ, bộ combo này đang có mặt tại showroom công ty Zika chúng em. Tất cả mọi chi tiết các bác có thể liên hệ, các bác là anh em có thể liên hệ tới hai số hotline trong địa chỉ trên tấm biển quảng cáo của công ty chúng em kia. Chúng em sẽ báo giá chi tiết và tư vấn thêm về những cấu hình combo nó tầm tiền như thế này. Chúng em xin thay mặt bên công ty Zika Audio xin chân thành cảm ơn